Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tennis Shop và hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm khá hay. Nếu các bạn chưa biết thì đây chính là gôm nước của men đúng rồi, gôm nước nha các bạn nha. Nếu các bạn chưa biết thì chúng ta sẽ có một loại gôm nữa đó chính là gôm nước và đối với gôm nước này, chúng ta sẽ có cách sử dụng đặc biệt hơn khá nhiều so với cả những sản phẩm gôm truyền thống. Đây, để mình lấy cho bạn một dòng sản phẩm gôm truyền thống như mình đang có ở đây đi. Ví dụ ở đây chúng ta đang có một con gôm truyền thống của Davinet. Các bạn có thể thấy là chúng ta đang có một sản phẩm gôm có ga. Cái việc có ga này nó làm ảnh hưởng đến cái cách sử dụng ta khá nhiều nhá. Đây các bạn có thể thấy đó khi mà sử dụng chúng ta sẽ chỉ bóp một lượng sản phẩm vừa đủ lên mái tóc của chúng ta thôi và sản phẩm sẽ ngưng xịt ra khi chúng ta ngưng bóp đấy là cái điểm tiện của sản phẩm này nó cho chúng ta một cách sử dụng nó linh hoạt thoải mái và từ trước đến nay chúng ta đã sử dụng những dòng sản phẩm vốn như này rồi còn đối với những dòng sản phẩm gốc nước lại có một cái cách sử dụng nó hay hơn đúng rồi nó cắt được toàn bộ gà ở trong này đi trong này chủ yếu chúng ta sẽ có cồn chúng ta sẽ có nước chúng ta sẽ có chất tạo dính thôi chúng ta sẽ giảm thiểu được cái lượng gà trên mái tóc của chúng ta đây sẽ một sản phẩm rất là tốt dành cho những em nào mà chúng ta đang có mái tóc nhạy cảm da đầu nhạy cảm hoặc đơn giản là sợi tóc của chúng ta yếu ấy thì cái sản phẩm gỗ nước này cũng sẽ một sản phẩm thay thế khá ngon này đó bởi vì cắt được cái phần ga ở trong sản phẩm của chúng đi thì cho nên là chúng ta sẽ phải bóp từ từ để cái sản phẩm nó ra một lượng sản phẩm vừa đủ tất nhiên các bạn sẽ phải bóp liên tục liên tục liên tục đến khi nào mà trên mái tóc chúng ta có một lượng sản phẩm vừa đủ thì chúng ta mới có dừng lại được nha chứ không phải là một lần chúng ta giữ vòi này xong rồi nó cứ thế nó phụ ta đâu không cái cách sử dụng sản phẩm này nó sẽ phải từ từ các bạn xịt lên mái tóc của bạn cái hay của sản phẩm này đó chính là nó không có ga chúng ta sẽ kiểm soát được liều lượng của sản phẩm chúng ta sẽ không gặp tình trạng là tóc chúng ta bị lạnh bị khô bị cứng sau quá trình chúng ta sử dụng thì đây đây là con gôm nước của Men Men đây cũng sẽ là một sản phẩm đem lại cho chúng ta độ giữ nếp khá cao. Với những cái gì hãng đang đánh giá ở đây, chúng ta sẽ có một sản phẩm gồm một độ giữ nếp là 4 trên 4 điểm và tất nhiên bây giờ mình sẽ sử dụng thử cái sản phẩm này lên mái tóc để các bạn có thể xem hiệu quả của nó nhá. À, mình cũng sẽ có một thông tin bổ sung dành cho những em nào chưa biết thì đối với cả Men Men đây cũng sẽ là một trong những hãng sản phẩm họ đến từ Úc và sản phẩm của họ làm thuần chay nha. Và tất nhiên khi mà anh em sử dụng những cái học sản phẩm như này thì yên tâm là da đầu của anh em sẽ không gặp tình trạng gọi là bị kích ứng này, bị mẩn ngứa này hoặc là chúng ta gặp bất kể một vấn đề gì mà chúng ta không mong muốn đối với da đầu của chúng ta nhá. Cái cách sử dụng thì cũng khá đơn giản thôi, chúng ta vẫn sẽ lấy phần tay che phần trán của chúng ta lại là cách chúng ta sử dụng gôm truyền thống tránh để cho cái tình trạng là khi chúng ta sử dụng chưa không khéo ấy thì cái phần gôm ấy nó sẽ rơi ở mắt chúng ta còn khi sử dụng các bạn hãy nhớ để xa ra khỏi cái mái tóc của chúng ta ra chúng ta xịt đều lên một lượng sản phẩm vừa đủ đó xịt thẳng trực tiếp lên phần mái tóc của chúng ta nha đó như các bạn có thể thấy đối với các dòng sản phẩm gôm nước như này chúng ta sẽ không có cái quyền là ở dí một lần sấy quanh đầu đâu mà theo đó các bạn sẽ phải ấn liên tục liên tục liên tục quanh đầu các bạn và cái vấn đề đối với cả những dòng sản phẩm gôm nước này thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái hạt nước đúng rồi gôm nước nó phải có hạt nước và cái cách để mà chúng ta xử lý những cái hạt nước đó thì cũng khá đơn giản thôi các bạn hoàn toàn có thể để kệ nó từ 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 rồi nó sẽ tan ra trên mái tóc của bạn còn không thì các bạn có thể lấy như mình vừa để hỗ trợ tạo kiểu vừa tạo những cái đường lọn nó đẹp hơn đấy là mình lấy lược mình trải nó vừa hỗ trợ các bạn tạo được những cái lọn đẹp hơn này nó vừa hỗ trợ các bạn có một form tóc nó ưng ý đúng với cả cái nhu cầu các bạn hơn đó như các bạn thấy đây chính là form tóc của mình khi mình đã cố định được với cả sản phẩm gồm xịt tóc của Hemen và các bạn thấy này chúng ta sẽ có những cái độ ẩm nhất định khi mà sản phẩm chưa ổn định này chúng ta sẽ có một mái tóc đem lại sự chắc chắn này và chúng ta sẽ có mùi hương khá thơm sản phẩm này nó sẽ có cái mùi giống như kiểu mùi thảo dược nhưng mà nó the the nó mát mát nó không phải là mùi thảo dược nó ghê ghê đắng đắng đâu nhưng cái mùi thảo dược này nó sẽ the the mát mát và nó làm cho chúng ta cảm thấy khá là fresh mỗi khi chúng ta sử dụng sản phẩm này còn về khả năng ổn định và độ nếp của sản phẩm này các bạn cứ yên tâm bởi vì nó là một sản phẩm phẩm nó vẫn sẽ có những cái phẩm chất của một sản phẩm gôm nó vẫn sẽ phải có độ kết dính nó vẫn sẽ có độ ổn định ở trên phong tóc của chúng ta chứ nó không phải là một sản phẩm nước cơ bản các bạn sẽ lên mái tóc đâu nó sẽ hỗ trợ duy trì cái phong tóc của bạn trong khoảng tầm từ 4 đến 6 tiếng tất nhiên với một sản phẩm gôm nước mà các bạn mới dùng lần đầu thì bọn mình sẽ thường đảm bảo cho bạn trong khoảng thời gian đó thôi còn khi các bạn dùng cả ngày các bạn không phải đội ưu hiểm quá nhiều các bạn đi ô tô hoặc là chúng ta chỉ di chuyển nhẹ nhàng công việc văn phòng ấy, thì cái sản phẩm gôm này nó hỗ trợ các bạn ổn định được cả ngày là chuyện bình thường được cái nhìn rất tự nhiên mà nó không bị cứng đờ ở trên phong tóc của bạn đó đó là điều hay đối với sản phẩm này và tất nhiên rồi nếu các bạn đang cần bọn mình review Kỹ hơn về sản phẩm này thì hãy nhớ ghé vào fanpage của thí shop để mình có thể trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho các bạn về những dòng sản phẩm của như mình đã có ở đây hoặc nếu các bạn đang cần bọn mình review và phân biệt bất kể sản phẩm gì thì hãy nhớ để hãy phần comment nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.